Xin chào tất cả anh em chơi audio. Anh em đang tìm cho những đôi loa của mình một bộ kệ chất lượng, thẩm mỹ cao. Thì đây sẽ là một video về bộ sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm. Xin mời cùng theo dõi.
Hay là em lợi cung cấp đến cho khách hàng. Đó. Thì báo cáo với anh chị em, đây là một bộ sản phẩm là làm trên chất liệu 100% là gỗ vỏ đỏ tự nhiên. Đây. 100% gỗ vỏ đỏ và được sơn phủ PU rất là kỹ càng. Và nước làm thì rất là ok, sắc nét từng góc cạnh, đầy đủ logo. Và đây là một bộ sản phẩm được sử dụng chân chống trượt bằng cao su anh em nhé. À, lúc vừa nãy em lắp thì em đã quay ở đầu video đấy, chân chống trượt bằng cao su. Và hiện tại thì cái bộ sản phẩm này nó có cái kích thước khá là lớn luôn. Đây, kích thước của nó rộng là lên tới 61 ạ. Và chiều sâu của nó là 48 anh chị em nhé. Chiều sâu của nó là 48 cm. Và chiều cao của nó cũng khá là cao. Chiều cao của nó là 54,5 cm anh em nhé, 54,5 cm. Và đây là một bộ sản phẩm cho một đôi kệ loa cũng rất là khủng, một đôi loa rất là khủng của anh Nam ở khu vực Sơn La, nhà anh ở gần bến xe Sơn La. Và sau cái video này thì em Lợi sẽ đóng gói và vận chuyển lên, gửi xe lên cho anh. Thì qua đây thì em Lợi cũng xin phép là chia sẻ báo giá luôn về cái bộ sản phẩm này. Với bộ sản phẩm kệ loa gỗ gõ đỏ hàng đẹp như thế này thì em Lợi đang nhận của anh Lam giá là 7.200.000 đồng. Vậy thì tất cả anh em nào quan tâm đến các cái dòng sản phẩm kệ loa, có thể là chúng ta lựa chọn ở nhiều cái phân khúc gỗ rồi là kích thước khác nhau, thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0978 617 323 để em Lợi tư vấn báo giá cụ thể theo từng sản phẩm cho anh chị em mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.